tuyệt vời. Sau đây tôi tiếp tục xin giới thiệu một chương trình nữa của Toka D7. Bài hát theo tôi đoán rất sẽ rất là vui nhộn, bài Năm Ngón Tay Ngoan. Xin giới thiệu. Trong giờ làm tranh thủ lúc buổi trưa chúng tôi bật nhạc và em cùng tập và chuẩn bị tu rất là kỹ.
sao ở trên đầu ngón tay lại có hai cái nốt đỏ? Tôi thì là có ý cổ phiếu. Nhưng nhìn nó đỏ, tôi sợ lắm. Bạn nào lúc nãy bạn Phương bạn cứ cười rất đây. Bạn đã thấy bàn chân đang ngón của bạn gì kia là rất là hay mà bạn đã rất là bạn có ý tưởng gì có hỏi không ạ? Chúng ta lại do thời gian không cho phép, nếu không thì chúng tôi không thể tiếp tục thử nghiệm thăm ngón chân. Rất là cảm ơn D7 đối với hát tuyệt vời. Và rất là vui nhộn của các bạn. Xin cảm ơn.